Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video của Đức Cun TV trong buổi đêm muộn ngày hôm nay. Trong video đêm muộn ngày hôm nay thì mình có một số sản phẩm gửi tới tất cả các bạn. Tất cả cùng iPhone, Samsung và có chiếc cũ và có chiếc mới. Thì anh em cần chiếc nào thì inbox cho mình nhé. Giá thì mình đã sâu gần như ra hết ngoài này rồi. Anh em cần luôn, cần sớm thì inbox sớm cho mình. Thì chiếc đầu tiên trong video ngày hôm nay của mình là chiếc nào bạn? Chiếc đầu tiên ngày hôm nay của mình đó là một chiếc XS Max. Một chiếc XS Max 64GB. Chiếc này một chiếc XS Max 64GB nhá, mezin mà zin 100%. Tình trạng pin là 90% nhá, 89-90%. Chiếc XS Max pin 90%. 89-90% nhá. Rồi ok, camera này. Ok, rất là nét. Đây mình đây. Và main zin màn zin hình thức 0,9899%, 9899%. Ok, màu đen nhá. 0,99% luôn. Máy hình thức rất là ok và zin và chất lượng. Đó. Máy thì ngon, mở ra 100 zin 100%. Ok chưa anh em? Camera cũng rất là ngon. Và cái máy này là máy người dùng nhá. Đó. Khách hàng của mình dùng cũng từ rất lâu rồi. Đấy, khách nhắn tin cũng từ rất lâu rồi. Nên là anh em cần về chiếc máy này thì inbox cho mình. Ok nhá, chiếc này thì mình bán cho các bạn với giá là tầm khoảng 11 triệu 500. 11 triệu 500 nhá. Ok. Đây là một chiếc XS Max 64GB. Giá 11 triệu 500. Ai cần thì inbox nhá. 11 triệu 500 nhé. 11 triệu 500 nhé cả nhà nhé. Ok, đó là chiếc máy đầu tiên mà mình muốn gửi tới tất cả các bạn. 11 triệu 500 nhé mọi người nhé. XS Max 64 bản quốc tế Mỹ. Đấy. Quốc tế Mỹ là mấy người dùng mà. Rồi ok. Quốc tế Mỹ nhá anh em nhá. Ok. Chiếc thứ hai mình muốn gửi tới tất cả các bạn trong video ngày hôm nay đó là một chiếc 8 Plus. Chiếc này cũng là đứa em gái mình nó dùng. Chiếc 8 Plus này đứa em gái mình dùng. Thì chiếc này bán cho các bạn với giá là 7.300.000. 8 Plus là 7.300.000 nhé mọi người nhá. Máy thì ngon, miễn khỏi phải bàn chê và bàn cãi chung giới thiệu. Đây. Bản này bản 64 nhá. Các bạn dùng cũng thoải mái luôn. 8 Plus bản 64GB dùng. Cường lực liếc các thứ dán hết cho các bạn rồi. Các bạn dùng thoải mái. Đó, ok. Bản iOS 13.6.1. Các bạn dùng thì inbox sớm cho mình. Để lên đơn cho các bạn. Với giá là 7.300.000. Chiếc tiếp theo. Wow. Là một chiếc máy. Một chiếc tiếp theo là một chiếc máy Oppo. Chiếc này là anh này mua ở Tech Store Thanh Tú nào đây này? Số đuôi 0566 8899. Thì chiếc này hôm trước anh mua là 1.800.000, vừa mới mua xong. Đấy. Mật khẩu thì đã thoát đóng ra hết rồi. Cái chiếc này nó chỉ bị lỗi cái cảm biến đây này, khi mà nghe gọi thì nó không tự tắt được cái cảm biến ở đây thôi. Còn máy thì ok hết. Thì chiếc này là RAM. Chiếc này thì là RAM 4 bộ nhớ 64GB. Con này là bản giống như bản sách tay ạ. Giới thiệu về điện thoại Oppo C1851 R15 Leo. Đó. Thì cái chiếc này thì là RAM 4 bộ nhớ 64GB. Nó ngang cơ với một chiếc Oppo F9 này. Nó giống hệt luôn. Giống hệt Oppo F9 nhé. Giống hệt luôn. Thì hai chiếc cấu hình cũng ngang nhau. Thì cái chiếc này thì mình mua rẻ thì bán rẻ thôi. Nó chính vì nó bị lỗi cái cảm biến ở đây nên là nó rẻ. Thì chiếc này mình bán cho các bạn với giá là 1.600.000. 1.600.000 để sở hữu một chiếc RAM 4 bộ nhớ 64 được chưa? Nó chỉ bị mất cái cảm biến ở đây, khi mà các bạn gọi ấy, thì nó sẽ không tự động tắt được.
Và các bạn cần bấm nút nguồn đây để bật mở nhé. Ok, có khi khi các bạn che đây này là nó tự tắt sáng. Nhưng mà đây bây giờ cái này nó tự mất, thì các bạn bấm vào nút nguồn đây là được. Đó. RAM 4 bộ nhớ 64 dùng thoải mái. Và tài khoản Google đã gỡ hết ra cho các bạn rồi. Các bạn cần chiếc này thì inbox cho mình, giá 1 triệu 6 thì nó là quá là rẻ đúng không? Và tiện thể thì bán một chiếc này nữa, RAM 6 bộ nhớ 64 thì bán cho các bạn với giá là 2 triệu 800k. Ai cần thì inbox cho Đức, 2 triệu 800k nhé. Thì đắt rẻ nó cũng có ở trên này rồi, anh em cần thì inbox. Vâng, ok. Một chiếc tiếp theo nữa là một chiếc 2 triệu 500k. Chiếc này RAM 6 bộ nhớ 64, RAM 6 bộ nhớ 64 giá 2 triệu 500k. Ok chưa? Giá rất là tuyệt vời và hấp dẫn dành cho tất cả các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. 2 triệu 500k nhé. Redmi 8 Lite. RAM cấu hình rất là đặc biệt rồi, dùng thoải mái miễn chê rồi. Đó. Các bạn cần sớm inbox sớm để em về và dùng luôn. Ok. Đó. Toàn máy ngon và chất thôi. Và một chiếc 6 Flut bypass bán giá 1 triệu 2 mà không ai thèm mua chứ. Giờ này bị dị ứng ấy với mình hay sao nhỉ? Chiếc 6 bypass này giá 1 triệu 2 nhá. Ai cần thì thôi. Hôm nay sale về đúng giá gốc đi. Ai lấy thì gọi điện cao trực tiếp thẳng cho mình. Giá đúng 1 triệu 100, 1 triệu 999k nhé. Chiếc này 999k đi, lỗ 1.000 đi, mua 1 triệu. Thì anh em cần chiếc này thì inbox cho mình, 999k. Ok, 6P 999k. Ok, 6 Plus 999k. Đó là một chiếc máy mà gửi tới tất cả anh em. Anh em cần chiếc máy này thì inbox cho mình nhá, 999k. Một chiếc 6 Plus 64GB. À, chiếc này là đúng rồi, 64GB của một em gái cũng rất là xinh. Ai để ý video này thì biết rồi. Chiếc này thì bán cho các bạn với giá là, cây này là giá 3 triệu đồng, ai cần thì inbox cho mình. 3 triệu đồng nhá. 6 Plus 64GB giá 3 triệu đồng. Một chiếc tiếp theo trong video này ngày hôm nay nữa, đó là một chiếc iPhone 7 Plus. 7 Plus máy đẹp keng, máy người dùng mà. Chiếc này mình bán cho các bạn với giá là 3 5 triệu 500k, 5 triệu 500k nhá. Máy đẹp keng, máy người dùng nhá. 5 triệu 500k. Đấy. Máy ngon lành cành đào. 32GB này. 5 triệu 500k. Mọi người cần thì inbox sớm cho mình nhé, 5 triệu 500k. Máy này thì chất lượng zin dùng thoải mái rồi. Một chiếc tiếp theo, đó là một chiếc 7 Plus. Vỏ này là vỏ thay. Chiếc này mình bán cho các bạn với giá là 5 triệu 200k. 5 triệu 200k nhé. Bản này là bản nội địa Trung Quốc nhé, 5 triệu 200k. Đó là những chiếc máy rất là ngon và xịn sò. Các bạn cần thì inbox sớm cho mình, 5 triệu 200k. Bán giá rất là rẻ và ưu đãi dành cho tất cả các bạn. Các bạn cần thì book ngay. Một chiếc tiếp theo nữa, máy benzin mà zin ngon quốc tế, giá 5 triệu 500k anh em nhá. Anh em cần thì inbox đây. Cả đợt chung giới thiệu 7 Plus 32GB. Ok chưa? 32GB nhá. Giá 5 triệu 500k. 5 triệu 500k nhá. Ok anh em, 5 triệu 500k. Một chiếc tiếp theo nữa, 7 Plus ngon. Giá 32GB, chiếc này bản VN. VN thì khỏi phải chơi rồi, 7 Plus VN này. Thì chiếc này mình bán cho các bạn với giá là 6 triệu 200k. Chiếc này là phiên bản đặc biệt luôn này, benzin hoàn zin 100%. Mà pin các thứ rất là ngon. Pin 8 mấy phần trăm, 86 hay 87% ạ? 86%, rất là ngon và ok. Anh em cần thì inbox sớm cho mình, book sớm và dùng sớm là ok. Book sớm và dùng sớm nhé, dùng ngon lành cành đào. Ok, mọi người cần chiếc này thì inbox sớm nhé, 86% này.
Một chiếc tiếp theo là một chiếc 6S. 6S 32GB, chiếc này thì mình đang dùng. Mình test cho các bạn. Giá 3.300k, 6S 16GB 3.300k, máy đẹp kem. Pin cũng thay rồi, pin 100% chuẩn 100, mắc pin luôn. Camera với các kiểu không dùng. Rất là ngon và xịn sò. Anh em cần chiếc này thì inbox sớm 3.300k. Đây, một chiếc iPad mini 2. Và bao ngày mình lười mình không sạc, và hôm nay đã sạc lên để review cho anh em. Đây các bạn nhìn này, màn zin nhá, màn rất là đẹp. Camera cài đặt này, wifi rất là ok này. Đó, các bạn bấm vào đây, bóp bóp như này. Đấy. Đấy, thì ta để nó thu màn hình. Các bạn bấm vào đây, Safari. Các bạn bấm vào đây. Các bạn bấm vào Google, search vào Google tìm kiếm. Rồi các bạn gõ bức cồn TV. Chiếc này hôm trước mình để đây nó cũng có, nó hơi chậm chậm một tí. Hay là rồi, ok anh em tìm kiếm. Ok anh em, thì quay nghiêng này sao dễ. Đức cùn TV đi. Đó, khi các bạn nhìn đây, đây là cái kênh của Đức cùn TV nhá. Thì các bạn bấm vào đây, thì để các bạn theo dõi kênh Đức cùn TV luôn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình. Kênh của mình nó sẽ phát ra. Đó, rất là nhiều kênh. Đó. Nó cũng rất là nhanh. Cảm ơn anh em. Anh em cần thì inbox cho mình nhé. Đó, vì nó đang hết pin. Thì anh em cần chiếc này thì inbox cho mình. Đó, là một chiếc mini 2. Ok anh em. Ok chưa? Đó, chiếc mini 2 này nó có một lỗi gì trục trặc gì đó, mai mình sẽ kiểm tra và báo lại cho các bạn. Giá nó loanh quanh hơn 2 triệu tí thôi. Giá hơn 2 triệu tí thôi nhá. Nó loanh quanh trục trặc gì gì đấy. Nói chung dùng thì ok. Các bạn cần thì book cho mình. Nói chung nó cũng có vấn đề gì đấy. Cũng không sao đâu, chiếc này thì ngon, bục rẻ mà. Phân tích xem nó là lỗi gì. Analytics lâu coi long bét. Nó chỉ là lỗi pin, chân pin, tiếp xúc pin gì gì đấy. Ok, chiếc này bán hơn 2 triệu, mai anh em cần thì inbox. Một chiếc Mi giá 1 triệu này. Xiaomi giá 1 triệu anh em nhé. Oppo này 2 triệu 8 vừa có nói rồi. Một chiếc Zenmi này. Zenmi này có nói là giá là 1 triệu 700k. 1 triệu 700k anh em nhé. Ai cần chiếc này thì inbox. Giá rẻ như 4. Và một chiếc tiếp theo đó là một chiếc BlackBerry hôm trước bán tắt nguồn ấy, bán có giá 888k, các bạn chê, nhưng hôm nay không bán giá 888k nữa. Mà đây mình sẽ chỉ cho các bạn xem cái màn hình này, nó cảm ứng nó rất là đắt. Màn hình này cảm ứng nó đã hơn triệu rồi. Anh em cần giới thiệu về đây, nó là BlackBerry, gọi là BB 7BE đó, số kiểu đây. Thì với chiếc này thì các bạn dùng thoải mái. Đấy. Ok. Giới thiệu về điện thoại. Chức năng chụp ảnh, các bạn chiếc này các bạn cần vuốt ngang vuốt dọc. Đó, thì với chiếc BB này thì mình bán cho các bạn với giá là 1 triệu 300 nghìn đồng. Hôm trước mình bán chơi ấy, thì các bạn thường thường các bạn bỏ quên, nhưng mà thực ra cây này trước này nó rất là đắt, 1 triệu 300 nghìn đồng nhá. Ai cần thì inbox cho mình.
Ai phải hiểu về chiếc máy này thì mới mua được, còn không thì thôi. Mình vẫn ok. Ai cần chiếc này thì inbox nhá. 1.300.000 đồng nhá. Ai cần chiếc này thì inbox. Một triệu 300.000 đồng nhá. Cần chiếc này thì inbox. Chiếc này mình bán cho các bạn lấy linh kiện và lấy màn, và các bạn có thể nghe gọi nhá. Còn có vấn đề gì thì các bạn cứ gọi cho mình. Ok. Một chiếc Oppo giá 1.500.000. RAM 4 bộ nhớ 32 GB, RAM 4 bộ nhớ 32 GB nhá. Giá 1.500.000 đồng. Ok. Một chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay nữa. Đó là một chiếc Oppo này, giá 800.000 đồng như có một anh chốt rồi. Thì chiếc này mình để lại. Một chiếc Samsung giá 1.300.000 đồng. 1.300.000 đồng nhá. Ai cần thì inbox này. Samsung 1.300.000 đồng nó rất là giá, nó rất là hợp lý. Các bạn cần thì inbox sớm để lên đơn luôn. Ok. Một chiếc tiếp theo là một chiếc Redmi Note 5. Note chiếc này là Note 5. Redmi Note 5. Chiếc này mình bán cho các bạn với giá là 1.600.000 đồng, 1.600.000 đồng nhá. Redmi Note 5 là 1.600.000 đồng nhá. Cảm ơn anh em. Một chiếc Samsung giá 900.000, một chiếc Samsung giá 900.000. Giá cũng rất là hợp lý thôi anh em ạ. Giá hợp lý và vừa túi. Một chiếc Nokia giá 900.000 đồng. Chiếc này là hai sim hai sóng. Các bạn mua cho bố mẹ hoặc người thân dùng rất là ok. Cảm ơn anh em. Mình đây có Xiaomi, Vivo, Samsung, Oppo, Huawei. Nói chung là hầu như là tất cả các dòng điện thoại giá rẻ dưới 1 triệu cũng có. Đó, Nokia nữa. Đó, ok anh em. Các bạn cần thì inbox. Rồi, đây một chiếc nữa Samsung 1.600.000. Một chiếc iPhone 6 16 GB. Một chiếc iPhone 6 16 GB nhá. Các bạn tưởng chừng nó rất là đơn giản, nhưng với hiện tại ấy, với người dùng ấy, nó cũng rất là ok đấy, không không có vấn đề gì đâu. iPhone 6 mà 16 GB mà 1.600.000 thì các bạn để đây, tí nữa mình sẽ review cho các bạn. Đây là một chiếc Samsung này. Samsung màn hình AMOLED này, màn zin đẹp keng này. A7 2016 này. Chiếc này bán cho các bạn với giá 2 triệu đồng này. Màn zin 100% nhá, không ám không ố gì nhá. Đây mình sẽ bật lên cho các bạn để cho các bạn xem. Đó các bạn nhìn không? Màn không ám không ố gì đẹp. Hỗ trợ 4G đó. Đó, kiểu vậy, 4G LTE. Máy rất là đẹp. Các bạn cần những chiếc đẹp xuất sắc như vậy thì các bạn đi book cho mình. Một chiếc Samsung. Đó. Đó là những chiếc rất là ngon và đẹp. Đấy các bạn nhìn ạ. Chiếc này pin đã thay rồi, đã thay cho các bạn sao thăng 06 thăng. Đấy mà rất là đẹp. Rất là ngon và ok, ngon bổ rẻ. Các bạn cần thì inbox sớm cho Đức nhé. Một chiếc Samsung giá là 1.200.000. 1.200.000 nhé, rất là ngon. Một chiếc Vsmart XT1 giá 1.700.000 và vỡ tí lưng. Các bạn nào cần thì inbox cho mình không thì mình sẽ thay lưng cho các bạn. Còn không mai thay lưng xong lại bán giá lại đắt lên đấy. Một chiếc Vsmart nữa giá 1.500.000. Một chiếc iPad giá 5.700.000 và một chiếc iPhone 6e cuối cùng bán cho các bạn với giá 1.600.000. 650. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ video của Đức Cùng TV trong buổi tối ngày hôm nay. Anh em cần gì thì inbox sớm cho mình nhé. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn. Và các bạn xem thấy hay thì like và chia sẻ video. Và các bạn nhớ comment và thả tim trong video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.